Ơ đây, đã quay rồi à? Zabi quay. À, Zabi quay rồi đấy à? Quay rồi, vẫn nói quay rồi đây. Ok, hello chào các bạn. Ok, hello chào các bạn. À, là một ngày, hôm nay là một ngày trải nghiệm ở trong trang trại Đông Palu. Hôm nay anh em mình Tiến Nguyễn mới sang các bạn. Bởi sáng ngày mình đang đưa Tiến Nguyễn đi. Hôm nay là khởi công công trình xây dựng lớp học ở trong bản. Có khi Ni Môn Tuề. Có khi đi đi thế các bạn ạ. Có củ nào đào củ đấy đi. Là buổi trưa đi. Buổi trưa rồi là đưa Tiến Nguyễn ra tiếp đón ra. Tiếp đón. Hôm nay tôi tiếp đón bạn bằng sâm Việt Nam. À. Đấy, cả cánh rừng. Các món ăn. Món ăn gọi là trang trọng à? Hả? Đây này, đây. Đây. Ôi trời. Chọc à. Chọc đúng củ luôn. Đây này, cuốc cái này. Ê, meu ao, meu ao là về visita. Cái đồ cava bố đồ batata. Anh thấy? Cava. Để đây. Các em nó cuốc chỗ nào quá cuốc, không sao thu hoạch nơi rồi. Quá. Ôi, được rồi. Được, củ này được. Hả? Ui, đã dài còn cong. Đẳng cấp luôn. Từ từ, đây. Cava. Ui, giật rút vừa tầm, vừa tầm như kiểu là như kiểu là bắt đầu đến tuổi dậy thì rồi đây. Đấy, làm mấy củ như này tí về cho vào cái lồi là luộc thế là. Thế là, cao vào. Thôi để em cái cuốc. Cao khuya đủ. Vào đây là chỉ có khoai thôi. Ngô, khoai, sắn, rau. Rau thiếu gì thì lấy rau. Trứng gà, trứng vịt. Trứng gà, trứng vịt thì để cho nó ấp à? Ấp nó nở. Thế không không có tí vitamin nào à? Hôm nay là toàn là chất xơ rồi à? Gà với vịt ở nhà thiếu gì anh? Hôm nay chiêu đãi bạn khoai organic. Nhưng là rau organic. Này gọi là khoai luộc, rau luộc. Ở trong trong đấy có mì ý đi, hay nấu quá ăn. À rồi lấy đấy mì ý đi. Hả? Vào trong này là nói chung là các bạn không có sóng, không có sánh gì cả. À, anh không tin nấu quá mì ý mới là cái gì này? Khoai luộc. Không biết. Khoai luộc nấu với mì ý. Có mà. Đông tây y kết hợp. Ở bên ngoài công trình mọi người đang nấu ăn các bạn, bừng gà bột ngô rồi. Thì Tiến Nguyễn thích đi trải nghiệm. Nán lại một tí nữa thì mình được, đi, được ăn đùi gà. Các ông gọi để tôi cuốc cho nó nhanh này. Đứng dậy ra. Đứng gọn đấy, đứng gọn đấy. Khéo. Được gặp đúng cái chỗ không có. Được mỗi củ đầu thôi. Hả? Gặp cái chỗ này không có. Đây này. Anh Y Tây. Đây là cái dây giá giá này. Đây. Mùa khô nữa. Không đúng nói anh em cuốc ấy vào trong, càng vào trong nó mới càng khô. Vào trong quá. Đi đi đi. Không nói anh em cuốc. Đây à? Bạn đào đi. Kênh sao bị hoàn thì tay vui. Ui, Tiến này. Hả? Khéo đứt củ ra. Chỗ nứt này. Này mấy củ nhỏ nhỏ thôi. Hả? Luộc ăn nó sắp ngất đến nơi rồi. Sắp ngất á? Ừ. Đây là gọi là đông gọi là đi đào khoai nhưng mà gọi là đi kiểm tra là chính ý, đúng không? Hả? Mùa khô này nên là... Kiểm tra em sắp được thu hoạch chưa đúng không? Cái này bao nhiêu tháng nữa mới được thu hoạch? Gần thu hoạch rồi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Thôi để cho các em cuốc cho. Ui trời, để cho các em cuốc cho. Đây ba cầm được tôi cuốc cho. Đây ra cái vạt đầu tiên này, cái vạt đầu tiên này. Chỗ này có củ này. Đâu? Đấy. Đây gì? Ừ. Ôi thôi. Trời ơi. Chê vừa chê đâu không? Chó chê mèo lắm lông. Ủa rồi. Cô bóp nhét đứt luôn này. Cuốc rồi. Ôi, lại củ nữa này. Ui. Ôi. Chán bạn thật. Bạn kể tôi. Ui. Này, ui ôi. Ui ôi, được củ rồi. Này. Mình cuốc ngon rồi. Cái này ở phía Nam nhổ phát lên cả cụm luôn nhỉ? Cái đất này cứng lắm. Ngon.
Này bạn cầm dao. Thôi để xỉa dao cho nhanh đi. Bao lù. Thôi làm củ nữa thôi. Bơi một tay. Lách con dao. Khoai này là trồng được bao tháng rồi? Trồng từ đợt cuối mùa mưa. À, thì vẫn mấy tháng. Làm gì mà đã thu hoạch được? Thu hoạch được rồi. Vì cái trồng trở vài vẫn nữa thu hoạch. Rừng khoai bạt ngàn. Ừ. Đến này, các bạn nào này. Úi giời. Ông đào vào phú thôi. Hô vào đấy. Ui đời. Thế bạn đào cú này đi. Cái cú này mình làm sao moi được rồi. Này, đấy. Thòi mỗi cái đầu lên. Cái kinh nghiệm đào cả rồi. Ui ui. Đã to lại còn dài. Hô được rồi đấy, được rồi đấy, được rồi đấy, được rồi đấy. Mỗi anh em củ chứ mấy. Nhiều quá phí đi. Ôi đi đi, về. À. Ngoài khoai ra còn cái gì ăn được không nhỉ bạn nhỉ? Rau. Rau dưa. Đầy đủ. Đi ở trong này không có một tiếng động nào nhỉ? Hả? Khác xa mấy cái nơi đô phồn thị, hoa. Phồn hoa đô thị. Đấy. Tối chiều xuống này nghe tiếng gà rừng kêu gọi nhau về tổ. Nói chung là ngày xưa ở đây thì quen thôi, đông với cả anh em quen rồi nhá. Mình ngủ trong đây mà. Mình mới hay sang. Buổi đêm trong này hay lắm. Mới sang vẫn chưa quen lắm với khung cảnh nhìn nó hoang vu. Ừ. Ngày xưa mà nhìn thấy khung cảnh này thích đúng không? Ừ. Nhớ Việt Nam nhưng mà ở Việt Nam sang thì này thấy nó hoang vu, thiếu thốn đủ thứ các bạn. Tối chiều tối thì nghe tiếng con này. Cái kẹt gì nó. Ừ. Mấy anh em ở nhà thì chưa đến ăn phở, cháo hay bún. Mà đến lúc mà chỉ nghĩ mỗi cái việc đi ăn thôi nè. Là đã gọi là đã thấy chán này. À. Ừ. Và tham quan trong này tí. Quên. À. Đây. Một túp lều chanh. Không trái tim vàng nào. Không có trái tim vàng à? Sắm một trái tim vàng. À, 10 trái tim vàng ý. Quên để bảo, ôi gà đây. Chuồng gà. Đâu, gà chạy vào trong này. À, tưởng nuôi gà trong này. Kiếm ăn đi. Trong này làm gì cơ? Mì tôm mới còn không. Đâu mì ý đâu. À, mì ý này. Mì ý thì nấu lâu lắm, thôi làm củ khoai thôi. Mì ý này. Nấu lâu lắm. Hả? Nấu này lâu lắm. Đi rửa khoai luôn, rửa khoai thôi. À đây, hay là nấu ấy. Limba thì bà ta rồi. Có cả gạo lếp này, hay nấu cơm nếp ăn. Thôi. Hả? Làm củ khoai thôi. Làm củ khoai á. Thế để xem ạ. Thậm tiêu. Đấy, vịt gà. Nuôi ở bồ câu à? Có hết. Bồ câu gì. Chuột. Hay gà, rừng cầu. Gà ta. Dê. Con dê đẻ rồi. À, cảm ơn tụi ra đây phê nữa. Bố tử. Nhiều nhờ. Cảm ơn tụi, con dê đẻ đây. Mới đẻ xong ấy. Mới đẻ này. Xem, vạch đít xem nguyên cái được. Hãy lên đây phê nè bạn. À, kim đêm. Ôn thấy. À, cô rồi. Đến nơi tử. Đến nơi đi. Ồ, đẻ tối hôm qua. Cái, là con cái. Xem ơi. Hôm nọ con dê chửa nữa. Họ dắt đi chợ họ bán ấy. Ừ. Con này vẫn đang chửa đây. Không phải. Hay vừa đẻ. Phát ta. Lâu nó tên mai. Nó tên mai. Sí. Thanh mai. Con ai à? Dũng này, dê đẻ rồi này. Đẻ tôm qua em ạ. Ui. Dê đẻ rồi.
cái. Lít đoán ư. Dây cái luôn. Dây cái luôn. Đấy. Sao nó hút mình mà nó không hút bạn nhỉ? Tôi mua nó về tôi bụng như còn con nữa. Còn con nữa. Hả? Nếu con không rồi. Về về cả. Nó tên mai. No. Không biết nó còn đẻ nữa rồi. Con này nó mới đẻ. Đêm hôm qua các bạn chắc là đẻ nữa đấy. Hì 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 có con lưỡi nào. Con lưỡi. Sao 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 sao. Con không rồi. Đẹp chưa? Ê, đánh đánh. Ô Tài nó không đánh mình rồi. Con nội mình cứu nó ở trên đĩa xuống đấy. À cứu trên đĩa xuống à? Dắt đi chợ bán để thịt đi. Họ bên đây họ có. Đẹp chưa? Có lẽ gì là đẻ chữa chết rồi. Không tiền là họ bán đi. Ờ đẹp thì nó có. Quý thì thịt có dây chữa phí đúng không? Ừ. Ờ nội nó tên mà. Nào. Xu mà. Xu. Ok đẻ được hai con đẹp thì đẻ mỗi con này. À, để nới cái dây cổ đó, anh cái áp đi cốt à? Cốt đó. Ừ. Nó rất là mùi rồi. Không cho lan à? Đẹp ơi. Nó mới đẻ. Thế thơm ơi. Thơm cực kỳ. Thơm à? Thơm đến ngay. Đi, thôi chào nhá. Vịt và vịt, ngan nhân vịt đầy đủ này. Hết nhá. Không thấy quả trứng nào nhá. Trứng á, trứng đợt này nó đẻ nó đoàn đẻ linh tinh nó ấp ở trên này nó không đẻ. Một con nữa chưa đẻ ai. Ê, thế là con mới đá đây thì con mới bay á. Hai không món dê. Trang trại nào của bạn đẹp đúng không? Ê vịt này này. Ê bát tùn nó đeo không? Đâu. Vịt gà. Đi xuống thăm răng. À cầm cho. Bay đi luôn rồi. Cầm cho bạn một túi hạt giống nhá. Hả? Hạt giống á? Ừ, tí về mà cất đi mà. Chia nhau à? Mà chồng chứ. Thằng nào nó đứng kia kìa. Hả? Ấy, bùi nhìn cái thằng nào ấy. Ôi, nhìn xa trông như tưởng người chưa. À, gà rừng này. Gà sao? Gà sao? Quét. Cắt cánh thì nó bay mất. Bay đâu. Mới quen thuần hóa. Con này thịt ngon lắm đấy. Hả? Con này nấu giả cầy ngon lắm đấy. Đắt chả ngon. Hả? Đắt hơn gà ta mấy lần. Nhìn thôi đã thấy. Nhìn đã thấy thịt nó đen. Nhìn nó thấy ngon này. Bạn chỉ cứ tư tưởng ăn uống. Có cái gì lấp lánh ở dưới suối nhờ, như quả vàng ấy nhờ. Ừ. Hả? Ê. Lấp lánh thật không? Ừ. Ê, mang một ít về xem nó phải vàng không? Ô đúng. Đúng không? Hả? Đúng rồi đấy. Ê. Cắt đi. Có cái ánh vàng mà. Ừ. Hay là vàng. Cả con suối này mà vàng nữa thì đúng là. Vàng thì. Vàng. Suối thì mà vàng. Mua lại hết trang trại bạn luôn đúng không? Hả? Cái này là vàng này. Là mấy cái sàng đại. À lúa này. Lúa này. Chủ yếu đưa bạn xuống thăm lúa. Thăm lúa thăm rau. Để. Đấy. Chuẩn bị túi bóng rồi. Chuẩn bị túi bóng rồi các bạn. Chuẩn bị từ nhà rồi chứ. Để mai đưa lên nè. Để chị Hoài bán cái rau về cúc. Chiều về. Ô, tí vặt ít rau về mà nấu mì tôm ăn mà ăn chứ. Lúa này có nên được đâu. Ừ. Nó lạnh quá nó không nên. Ở đây thì thường là các cái vùng này tối nhiệt độ nó xuống đến 6 độ. 4-5 độ bạn ạ. Có đợt 4-5 độ này. À. Xanh thì xanh đen mà nó không. Vẫn đẻ nhưng mà kiểu nó không lớn được đúng không? Không lớn này, không phát triển này. Trước mấy anh em ở trong này đều run. Học rồi. Thế thì học rồi. Thôi, chờ mùa vụ sau mà cấy lại thôi. Chờ mùa mưa cấy lại. Chỉ có mùa mưa là ấm ấm thôi. Nghiên cứu gì đi. Đừng nhổ đi. Nhổ xem chắc không? Rễ nó bám sâu rồi. Có đồng đâu. Nhưng làm gì có đồng ấy, núi giờ vẫn đang trẻ con, thời thì con gái đâu mà có đồng. Rau này. Rau cải rồi này. Nhìn này, này mà mưa xuống thì giờ mưa xuống là ngon luôn này. Bạn làm cái ruộng này kiểu ruộng bậc thang ấy nhỉ? Đây. Đúng không? Tranh nhau. Nhìn dưới đẹp cái này. Rau đây, rau cải cúc đủ kiểu luôn. Này. Chào anh Tiến đi.
Thôi làm một túi thôi nhá. Hả? Làm túi. À, làm lấy mấy cải cúc này về mà tối về mấy này. Ừ. Hôm qua tôi cũng đưa về, vẫn nhà ở nhà mình vẫn còn. Có thấy ai nấu đâu? Hả? Nấu sáng nấu. Đây. Nhổ nhổ vào trong nhiều nhổ. Dày đây. Nhổ cả gốc này. Ăn không kịp. Đây này. Chín đoạn này dài này. Đây đây đây. Đây, đây cây mới mập này. Hay là vặt gốc đi. Hả? Nhổ vặt đi luôn nhé. Nhổ luôn này. Nhổ luôn, nhổ hết đấy. Hết nửa đến đâu hết đấy đi. Ừ. Non này, non bún. Ừ, ngon nhỉ. Ừ. Bạn là có cái kia. Cái gọi là cái mát tay trồng rau mới cả nuôi mới cả mấy cái con vật đấy, đúng không? Con gà đúng không? Con gà con qué nhổ nhanh cái tay lên. Người thủ đô vẫn chưa biết nhổ. Rồi mình trồng thì không biết trồng nhưng mà biết thu hoạch. Người thủ đô mà cũng biết nhổ rau rồi biết nhiều rồi đấy, nhổ xong rồi rũ đất đi rồi đấy. Ngon chứ. Làm túi này về tối anh em ăn là hay làm túi nữa nhỉ? Bạn lấy bao nhiêu lấy. Rồi thế thôi. Cho bạn nhỏ bạn thích. Được đi thu hoạch là thích các bạn ạ. Tiến Nguyễn nhỏ, Tiến Nguyễn thích các bạn. Thôi. Chứ mình đưa về nhiều lắm. Nữa đi. Thôi. Thay cho nặng tay cho nó. Thế thôi. Hả? Thay cho nặng tay cho nó. Không này bảo lâu lâu không vào cái gì cũng muốn lấy. Ngại lắm. Đây, đây. Đây núa ở dưới này. Ui, nhiều đấy à. Đi khéo khéo nhá. Đây đang gieo ngô rồi đấy. Sấy gieo ngô ở đây. Ngô, trồng ngô sớm. Không phát triển này. Chỗ này còn cao hơn tí nhỉ? Ừ. Rét có phát triển được đâu, nhiều bụi phát triển đi. Hay là do giống? Cái này mùa mưa xuống là ok này. Không phải do giống, do cái thời tiết khắc nghiệt quá. Trăm bộ bẫm đủ kiểu luôn mà không phát triển. Đi thôi về khoai đi. Hả? Khoai nó chín chưa? Chín rồi. Đúng là đi ở đây cảm giác đúng như ở Việt Nam thật các bạn. Nha. Đi giữa đồng lúa đấy, đúng không? Có bài hát gì anh đi giữa đồng lúa vàng à? Ừ, nghe mênh mông cái gì đấy. Lại những đồng lúa chín đấy. Đồng lúa vàng chín chín vàng, vàng này chín rồi đi. Ừ, khoai toàn khoai. Ừ, khoai toàn khoai. Đấy có củ rồi này. Việc mảnh lúa này đẹp quá. Sang năm mùa khô không chắc không cấy. Đây thí điểm nhưng mà không thành công. Cái này gọi là thất bại gì này. Hình như chú Hùng Kaka đi Philip cũng không lớn được đúng không? Lớn được. Thế là do tình hình chung mà. Tình hình chung do thời tiết đấy. Thời tiết. Này Dũng này. Đúng Dũng. Thời tiết đấy. Bắt ta ra. Chào ta. Phát ta mũi tu. Ồ. Áo ăn đi. Đây này, trứng này. Gà đẻ này. Có một trứng ăn không? À không không không. Đây này. Mấy quả này. Cả ổ luôn. Gà lại vào bếp đẻ nhỉ? Ừ. Gà vào bếp đẻ này. 4-5 quả này. Nó đẻ này. Thôi để cho nó ấp đi. Bản năng của nó. Dạ. Yeah, bố được. Con si rồi. Đói rồi. Úi giời ơi. Tiết ra. Nóng lắm, ngồi đi nóng lắm. Đến nhà bàn này ngồi này. Ôi, chưa chín. Củ to là chưa chín rồi. Nhỏ là chín rồi, đấy. Ra vào túi. Mèo. Nhỏ là chín rồi. Mèo. Đây, ít xuống ra. Ít xuống ra. Mèo. Ờ, chín rồi em ơi. Cui ra đùi á. Chín rồi, củ to là chín rồi. Ờ, chín rồi. Không, chín ngoài mà trong chưa. Được, ăn được. Đói mà rồi, ăn được hết. Muốn người củ đen. Đâu ăn khoai không? Đây ngồi đây cho mát này. Ôi thôi. Thôi. Củ gì chín đâu? Chín rồi. Đây ngồi đây cho mát này, ghế này. Ghế salon lan này. Mây xe đan à? Mây xe đan. Mèo. Ai à. Mèo khoai không? Ăn nó tao vào luôn rồi. Ê. Ôi, mời cả nhà mình nhá. Bạn không ăn à? Nóng. Ăn chán rồi đúng không? Khoai. Dũng ơi. Đói ăn đi.
củ chưa chín. À đồ. Đấy, chưa chín. Chưa chín. Sợ hết, đói quá. Mời cả nhà nhá. Mình nhìn đói nó quen các bạn. Bình thường. Đi bán cả ngày bình thường có ăn được. Mình mà đến bữa không ăn là chân tay run rẩy bẩy luôn. Hôm này tôi nhá, tôi cứ đói nhưng mà tí mà ra làm uống nước ngọt là lại hết đói luôn. Thế mới tài. Ngày nào phải có uống. Chịu. Không mà... Chết đấy, uống nước ngọt nhiều chết đấy. Người không uống thì thèm. Chưa, bình thường. Mèo. Ăn xong ngủ giấc rồi về đúng không? Ana no ta bro no. Dạ, bố được tiền á. Ăn sượng sượng này mới ngon này. Qua chín rồi bỏ mới ngon. Sự bị giải đít. Điểm sao được? Ăn là chín hẳn. Sẵn quá, vừa rơi đất sẵn quá. Cô đời chỉ cần như thế này thôi, đúng không? Khoai organic đi. Tối về luộc rau nữa. Ăn thế mới còn ạ, mọi người đâu bạn biết người nó nói ăn thế nào, ăn như còn như nào. Ngon nhỉ? Thanh đạm. Thanh lọc cơ thể. Thanh lọc cơ thể. Ăn thanh đạm. Không thịt, không cá. Bên trong có sượng sượng thôi, bên ngoài chín rồi em ạ. Một khi đã đói thì cũng không cần biết, phải không? Nước chín ăn đàng hoàng. À. Đây này, ui này, cả đĩa này. Vậy. Dạ mày. Anh ngồi dưới đây, đây. Em đang ngồi bên này, cho vui này. Vậy kì, con mẹ. Dạ con mẹ. Xì chưa? Ăn rồi. Ăn rồi, nhưng nào cũng khoai cho vui. Ui, củ này ngon không này. Đây, Gabi ấy. Cho Gabi củ to. Đây Gabi. Ây xài. Mình làm mình người to làm nhỏ nhỏ cho nó chín. Rồi, đây cứ làm củ to cho chắc. Ui, bỏ luôn đi. Đâu mà. Đây này. Ăn củ to đi. Mời các bạn ăn khoai. Khoai nướng này. Ui, bỏ cái này không ăn này. Đây mình ăn này. Ngon đấy. Ủa, có mừng không? Cắn vừa thôi, kiếp. Chơi mà phát hết cả củ luôn. Ăn tí. Vướng này, chín em. Nghe anh Tiến ăn thì thôi. Anh làm máu đói ý. Ăn chín rồi. Thơm không? Ngọt nhịp không? Ngoài. Xí. Nếu mà cho anh em mình đây cả tháng thì ăn khoai cả tháng luôn nhỉ? Đấy, từ từ đã, bình tĩnh đã. Đấy, ăn của đây. Ăn nhiều quá nóng. Ăn nhiều quá nóng ruột. Khoai mà nóng ruột. Khoai nóng ruột nên nóng cổ đấy. Khoai hệ tiêu hóa hơi tốt đấy. Nhuận tràng. Khoai nhuận tràng. Ngày xưa quê thì ở bạn qua quê đâu biết này. Ngày xưa quê đi làm này Dũng này. Sáng nộp khoai ăn đấy. Sáng nộp khoai đổ cái giá đấy ăn. Giống cùng một nhà chú ký. Không nhưng mà khoai nang này này. Quê nhà em có không biết quê nhà anh này. Nộp khoai này còn những củ nào bỏ đi gầm giường. Sau đến tháng tháng mấy ấy, tháng 3, tháng 4 gì ấy, nó bắt đầu nó mới chạy mật. Mới đầu mới về nụ ăn thì nó bở. Tháng 10, tháng 11 thu hoạch khoai mà. Sau để tháng 4, tháng 5, tháng 5 ăn. Nhà bắt đầu nó mới chạy mật, nắm củ ăn nó ngọt. Nó gần nảy mầm rồi đúng không? Nó gần nảy mầm đấy. Vứt đi, giải khoai gầm giường để nụ ăn. Ở đâu cũng thế. Nhưng bạn đi từ bé, bạn làm sao biết được? Nó rất là nhỏ hay là... Nằm quay nha. Khoai nụ ăn đi học ngon này. Mình như bây giờ khoai luộc nhưng mà nếu mà muốn ăn thì ăn không được bỏ cặp chiều chưa về ăn không hết đòi bỏ cặp à thôi mới đấy rồi bố mất rồi rồi bốc phét cái tội bốc phét nhiều phải không mấy ngon rơi mất ăn chúng ta phải cẩn thận nhé mèo đây bạn đây mèo tôi nuôi nó cũng ăn khoai mà. Đây này. Đây mèo ăn khoai này. Ê, lên đặt ven đây xin mà anh này có bên này xem à? Tì. Đâu? Gát tù. Đấy. Đây này, mèo này. Nên thiên ăn này. Đây. Đây. Ê. Mèo. Mèo. Đây này. Ôi giời. Đấy, mèo.
Meo meo. Ủa không ăn. Ở dưới ăn lấy gì đấy? Tiến. Ăn đi đang. Thôi, không lại quên, tí thì quên. Bạn ấy cẩn thận thế. Đang ăn dở củ khoai tự nhiên là nhớ ra là sáng là cầm đi cho bạn túi hạt giống. Nhiều đấy. Hay chia cho anh em gái đi. Chia rồi. Ở nhà vẫn còn, nhưng mà đấy bạn dùng thấy dùng được cái gì thì dùng. Ấy đưa về cho anh em nữa, mỗi người ít đi. Tôi nhiều quá thì. Có mà, ở nhà vẫn còn mà. Còn không? Còn nhiều. Đợi lấy ít rồi. Bạn cái gì bạn có rồi thì thôi, bạn không lấy nữa. Mang về cho anh em. Cứ để ở đây lọc ra đi. Người nhiều quá. Người không quá người. Ê, mêu đi cho bạn Amigo. Đã xe gái kia để áp đi đồ ăn tình. Sì. Quam Nabu Ximen đi. Vậy ông phải xe. Tu đủ ximen thì là ở Việt Nam. Ximen đến nó ở Việt Nam. Ê, cô về. Ê, tu đủ. Ta hình tu đủ ấy, đen tu đủ ấy, ta hình tu đủ. Sì. Nói mọi người xem. Hả? Nhiều các loại hạt luôn. Ừ, tu tiếp bù. Ui, hạt giống trong ngon à? Giống trong ngon đây. Giống ngon hạt giống rồi. Có chứ. Ừ, thế để kiếm mấy hạt giống trong ngon vào trồng rồi. Anh đi được phô biển nó, em mua được cùi rồi. Sì. Ok. Ok. Nói chung là hôm đấy đến. Cô về đi. Anh giáp bàn ta. Đến đi mua nhà cô có gì là anh mua hết. Đấy này, cái tôi mới trồng đi. Ờ đấy. Cái này tôi mới trồng, cũng còn không đấy. Mình chả biết chọn là cái giống nào thôi nè. Cô có gì ở trong đó. Cải mơ hoàng mai. Quá này. Để tí lấy mấy cái, mấy quái. Mấy quái em ạ. Ôi cái này mình nhiều này. Cái này mình vẫn còn, cũng còn này giống này. Vâng, cải còn. Còn. Mướp đắng thì mình. Mướp đắng thì không quá. Khổ quá. Ăn cho qua nỗi khổ. Đúng. Lấy đi, lấy đi, lấy đi. Khổ quá. Bạn biết nào làm sao gọi là khổ quá không? Khổ quá. Không phải, khổ ăn quá. Ăn củ đấy đắng là khổ quá. Ăn cho qua nỗi khổ. Ừ. Đấy. Ăn là hết khổ. Ăn cho sung sướng. Đấy đúng không? Khổ quá. Còn nhiều lắm, lấy mấy quá thôi. Còn về để chia cho anh em. Rau xà lách. Xà lách. Xách tai. Lấy mấy gói mà. Đậu này vẫn còn, mình không lấy. Nhiều lắm. Nhiều lắm. Su hào. Su hào. Su hào nhiều lắm. Không trồng, mùa mưa không trồng. Su hào tháng 5 trồng. Lấy vài quá đẹp. Vì một cái nhân khác. Ừ. Cái gì? Củ cải đỏ. Củ cải đỏ đấy. Lấy quá đẹp. Hạt mùng tơi mình ăn nhiều. Lấy mấy cái quả bí này. Cái đi này. Chưa thấy cái giống cải này bao giờ thì. Cái gì đấy? Này cũng có, tụi cũng có. Rau cải mơ, hoàng mai. Trung ương. Đâu, trung ương đâu. À ừ. Hàng trung ương. Quả trung ương. Cái đây là của trung ương. Hàng trung ương ấy. Hàng trung ương ấy. Hàng của trung ương là của đâu này? Trung ương là của gì này? Bộ nông nghiệp à? Bộ nông nghiệp à? Vâng. À trung ương là bộ đấy. Vâng, trung ương là bộ. Trung ương. Tổng cục công ty rau quả nông sản. Tiểu tô giúp cá. Ừ, tiểu tô giúp cá. Ờ ừ, giúp cá để mới nữa ra trạm y tế trồng nha. Mấy quá. Tiểu tô nói nào. Dưa hấu rồi. Dưa hấu của mình. À. Thôi. Ngủ giấc đi. Hả? Thôi các bạn ạ. Để mình đang ăn mấy gói các bạn. Mình gói nào quá rồi thôi. Ăn no rồi thì bây giờ đi ngủ. Còn cảm ơn bạn nhé. Còn gói nào chưa có là chọn mấy gói thôi. Như mùng tơi này rất là nhiều rồi. Để đưa về cho anh em. Cây đậu này. Đưa về cho anh em. Ở nhà vẫn có thể chia mà. Thôi, mà tôi lấy nhiều quá này ngại. Sáng không biết bạn có cái loại nào rồi, thế là cứ phách đi. Đây có rồi, cái này tôi mới gieo vẫn còn. Hình như là Quang Dũng với cả Quý hình như là chia nhau ở nhà rồi sao ấy.
sách chạy rồi. Ăn à? Ờ, sách giống chạy rồi. Đây là tôi về chia Hùng Ca Ca. Ừ. Hùng Ca Ca mới là... Mới Philip. Em cầm gói rau ở đây này em. Đã biết mình còn nữa. Đây mình hết rồi. Ui, rau muống này, rau muống ai, hôm nọ ai hỏi rau muống này. Rau muống đây cũng còn, không đấy. Có ba gói rau, chú Hào. Thôi, anh em mình vào làm tí rất ngủ trưa đây. Ngủ chào các bạn nhá. Hả? Để đi dạo chứ giờ ngủ thì anh. Ngủ thôi, ngủ thôi. Vào trong nhà đây, ngủ thôi. Đây không ăn ngủ trưa đâu. Rồi. Chào các bạn nữa. Bạn chào các bạn nữa. Chào các bạn rồi đây. Chào các bạn nhá. Hẹn gặp lại các bạn nhá. Tiến Nguyễn thì mới Việt Nam sang nên là chưa quen. Chưa mình quen. Anh em mình quen này. Không ngủ chưa các bạn. Chọn mấy gói rồi còn để cất đi. Nó phải cho. Còn đang bị cảm này. Đang bị cảm các bạn. Mới sang chưa quen thời tiết. Tôi thế rồi, tôi lấy mấy gói đi thôi. Ừ. Cái này có cả.